từ cái hình gốc là cái này, và chúng ta sẽ lựa chọn này, chúng ta cắt ghép, chúng ta xoay lật các thứ vân vân để chúng ta tạo thành một cái sản phẩm mới. Sau khi mà xử lý xong thì chúng ta sẽ có cái kết quả là như thế này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Các bạn nên vào trong Windows và Orange và các bạn chọn cho tôi cái tùy chọn là chia dọc cái màn hình như thế này thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Chúng ta sẽ có một bên là cái tài nguyên và một bên là kết quả. Thông qua cái quan sát thì các bạn sẽ thấy rất nhanh, cái thằng đầu bếp rau củ ở phía bên tay trái này chính là kết quả của cái việc mà chúng ta lựa chọn và copy và sắp xếp xử lý ở cái hình ảnh góc bên phải này. Thế và thao tác thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn quan sát kỹ trên này, đừng làm cái gì ở trên màn hình của các bạn cả, và chú ý lên trên này để chúng ta xem các thao tác với từng công cụ một nó như thế nào. Đầu tiên thì để làm như thế này, tôi cần một cái file mới có kích thước hoàn toàn giống hệt như là cái file gốc. Vậy thì ở cái cửa sổ bên này, tôi sẽ vào menu Email. Trong menu Email, tôi chọn lệnh duplicate để tôi nhân bản thành một cái tài liệu mới. Đây, các bạn nhìn đây. Một cái là final, một cái có tên là final copy, chính là cái mà tôi vừa nhân bản. Thứ hai là tôi cần một cái sạch sẽ cùng kích thước và sạch sẽ không có cái hình gì cả. Tôi sẽ vào Edit, vào Fill và tôi sẽ chọn màu đó là white. Khi mà không chọn cái gì cả có nghĩa là chọn hết, đúng không? Và chúng ta tô màu trắng vào đây, đến đây là sạch bách rồi. Chúng ta sẽ có một tài liệu mới tinh sạch sẽ bằng kích thước với lại tài liệu cũ để chúng ta tập sắp xếp những cái đối tượng. Sau khi mà chuẩn bị xong được cái nội dung, cái nền tảng này rồi thì chúng ta sẽ lấy các cái chi tiết từ bên cửa sổ bên phải này và chúng ta đưa nó sang bên trái bên này. Thế đầu tiên thì chúng ta sẽ phải lựa chọn. Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn theo nhiều cách, đúng không? Vừa nãy là chúng ta sẽ sử dụng cái đây, ví dụ tôi nhắc lại nhanh này, chúng ta có thể sử dụng Quick Selection này, đúng không? Một bấm, hai bấm, ba bấm, bốn bấm gì đấy là chúng ta sẽ chọn được hết cái này. Đấy là một cách, đúng không? Cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng Magic, đó, Magic Lasso. Các bạn bấm và các bạn di chuyển một cách tương đối chính xác ở xung quanh này, nó sẽ tự bám vào đường chu vi, nó giúp các bạn chọn được hết cái này. Đây là những cách mà rõ ràng hai công cụ đó là hai công cụ rất là phù hợp. Tuy nhiên, chúng ta sẽ làm một cách thứ ba nữa, đó là kết hợp các công cụ khác với nhau để tận dụng sức mạnh của nó. Ví dụ, tôi sẽ sử dụng Markey để tôi chọn một vùng chọn tương đối nhanh và không cần chính xác quá, bao lấy như này. Và lúc này thì tôi sẽ chọn được cả nền lẫn hình. Nhưng cái mà tôi cần đó là hình, mà tôi cần loại bỏ cái nền này đi. Do đó thì tôi sẽ sử dụng một công cụ, đó là công cụ Magic Wand. Công cụ Magic Wand thì nó sẽ chọn theo giá trị màu và do đó tôi chỉ cần kích vào nền trắng thì nó sẽ chọn tất cả trắng ở trong cái khu vực này. Và trong lúc đó thì tôi nhấn thêm Alt, có nghĩa là khi cái vùng chọn mà liên quan tới màu trắng được tạo ra, nó sẽ trừ luôn đi với cái vùng chọn hiện hành khi giao nhau. Vậy thì nó sẽ cắt luôn cái phần nền trắng đi và nó còn lại thì đây cái hình quả dưa. Như vậy là chúng ta đã xử lý bằng ba cách khác nhau, đúng không? Hai công cụ rất tốt ở trong cái trường hợp mà chúng ta cần, và trường hợp thứ ba là chọn một cách tương đối tổng quan và chúng ta kết hợp với một công cụ khác để chúng ta xóa này đi. Đến đây tôi kéo cái quả dưa từ bên cửa sổ bên nọ sang cửa sổ bên kia. Bình thường nếu như thế này có nghĩa là chúng ta dịch nó ở trong một cửa sổ từ chỗ nọ sang chỗ kia, nhưng nếu các bạn kéo một cách dứt khoát từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia, nó sẽ tương đương luôn với thao tác là gì, copy và paste, và không có ảnh hưởng gì tới cái vùng chọn với vùng điều hành nằm ở bên cái màn hình gốc này cả. Đến đây thì tôi đã chọn xong được một đối tượng, đó là cái quả dưa làm cái nền cho khuôn mặt. Tiếp theo tôi sẽ lần lượt tôi lấy những cái đối tượng cần thiết khác, ví dụ như là bây giờ tôi chọn bằng cái công cụ gì đây ạ, Quick Selection chẳng hạn. Đây, đây, đây. Đấy, và tôi đã chọn được cái này, kéo sang. À, xin lỗi, bên này tại vì tôi chưa chưa làm sao nhỉ? Tôi chưa xóa đi cái vùng chọn ở bên này, cho nên nó vẫn còn tồn tại cái vùng chọn ở đây. Nên nó lấy cả cái quả dưa. Bây giờ Ctrl D đã, chúng ta chọn lại nhé. Này, một kích, hai kích, ba kích, vậy là xong. Đó.
Vậy là chúng ta đã lấy được cái lông mày. Đến đây tôi sẽ tìm tiếp những cái chi tiết còn lại để tôi lấy này. Tôi còn cần quả dưa lấy được rồi này. Bây giờ đến cái nơ nhá. Nơ thì cách tốt nhất là chúng ta vẽ bằng cái polygon này thôi, không có công cụ nào hợp lý hơn nó trong trường hợp này cả. Tại vì là nó thứ nhất là nó có nhiều cái đường rích rắc, nó phù hợp với công cụ polygon. Thứ hai nữa là màu sắc của nó thì tương đối là bị đều nhau, cái độ tương phản không cao, cho nên là magic ở trong trường hợp này là không thể. Hơi mất thì giờ một tí, nhưng mà chúng ta làm kiên nhẫn một tí là chúng ta cũng sẽ lấy được đối tượng này thôi. Sau khi lấy xong thì cũng giống như là các cái trường hợp trước là chúng ta sẽ sử dụng công cụ Move Tool. Các bạn có thể chuyển công cụ bằng tay hoặc các bạn nhấn phím V để các bạn chuyển sang. Và sau khi mà chuyển công cụ rồi thì kéo thẳng trực tiếp từ cửa sổ bên nọ sang cửa sổ bên kia là xong. Giống như các trường hợp mà chúng ta vừa demo vừa nãy. Ok, đến đây, chuyển, kéo trực tiếp sang đây. Đến đây là tôi lấy được cái nơ. Tiếp nữa là tôi sẽ lấy các đối tượng khác, ví dụ như là quả lê, đúng không? Nhưng mà trước khi mà lấy thì cũng phải nhớ là hủy bỏ cái vùng chọn đang có đi đã, không nó chọn cả cái cũ cả cái mới. Quả lê sau khi mà lấy xong kéo sang thì chúng ta có cái mũi, đúng không? Tiếp tục đến mắt này. Mắt thì chúng ta sẽ thử nghiệm hai cái trường hợp như vừa rồi. Một là chúng ta vẽ từ tâm. Cái hình này tương đối bé cho nên là các bạn có thể xác định tâm tương đối dễ. Bấm vào đến đây, nhấn A, vẽ ra cho tới khi nào nó vào được cái hình thì thôi. Và sau khi lấy được rồi thì các bạn kéo sang. Nhưng trước hết là chúng ta nên lấy cái tăng này trước. Tại vì là mắt thì nó gồm có hai phần, phần ngoài màu vàng, phần trong là màu đen. Vậy tôi lấy cái này trước nhé. Chúng ta vẽ đại ra một vòng, đúng không? Không cần biết là đúng sai, to nhỏ. Sau đó đừng nhả phím chuột ra, nhấn giữ phím cách, đẩy nó lên đỉnh, đẩy nó sang bên lề trái. Sau khi đến nơi rồi thì nhả phím cách ra và kéo tiếp xuống phía dưới cho tới khi nào bao được, lấy hết hoàn toàn cái này thì thôi. Nếu chưa khớp lắm các bạn có thể nhấn phím cách thế này để các bạn đẩy lên hoặc đẩy xuống, làm sao cho nó bám được vào đúng hình chúng ta cần. Ok rồi, nhả phím chuột ra và các bạn kéo cổ nó sang đây cho tôi. Vậy là lấy được một phần đầu tiên. Tương tự bây giờ chúng ta xử lý phần trên này thì Ctrl D để hủy bỏ vùng nhỏ phía dưới đã. Đến đây thì chúng ta thử nghiệm lại cái cách vẽ từ tâm. Các bạn cố gắng áng chừng cái tâm cho tôi, nhấn giữ an và các bạn vẽ làm sao cho nó từ tâm ra, bao lấy được cái hình tròn thì là. Đến đây thì chúng ta kéo tiếp sang và chúng ta có được cái phần bên trong của mắt. Vẫn còn mấy vấn đề, một là mũ này, hai là tai và ba là miệng, đúng không? Bây giờ chúng ta xử lý tiếp như sau. Tôi vẽ lấy cái miệng này. Miệng này thì nó cũng tương tự tròn thôi. Cứ vẽ đi, sau đó nhấn phím cách, đẩy lên đẩy xuống, thu ra thu vào một tí tẹo cho tới khi nào mà nó khớp được vào thì thôi. Đấy, cứ tận dụng cái phím cách. Đến đây, tôi lấy được cái miệng. Và còn cái tai. Cái tai thì chúng ta sẽ làm việc với cái lát thịt này. Và để chọn thì tốt nhất trong trường hợp này thì tôi sẽ sử dụng cái magnetic lasso. Vì là một bên trong này là màu đỏ của thịt và màu trắng của mỡ, và ngoài này thì có màu trắng của nền, nó tương đối là giống nhau. Vậy thì chúng ta chỉ cần là đặt ở cái điểm này và vẽ một cách tương đối chính xác thôi, còn nó muốn bám vào đâu là việc của nó. Đó, đến đây thì chúng ta kết thúc và chúng ta chọn được cái phần này. Các bạn có thể kéo tiếp sang đây, vậy là các bạn có được một cái tai. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ lấy cái mũ. Lấy cái mũ thì chúng ta sẽ lấy như thế nào? Lấy cái mũ thì chúng ta sẽ lấy theo cách là trừ nền đi. Các bạn hãy vẽ cho tôi một cái vùng tròn là bao ra phía ngoài như thế này. Sau đó thì sử dụng công cụ Magic Wand, các bạn nhấn an, các bạn trừ cái phần nền này đi cho tôi. Tuy nhiên khi mà tôi nhấn an tôi trừ thì các bạn nhìn thấy là nó trừ quá nhiều. Vào đây, trừ cả nền, trừ vào cả hình. Lý do là vì sao? Cái tolerance này chúng ta đang để ở 100, tức là nó chọn những cái màu khác nhau, cho phép khác nhau rất nhiều. Do đó thì chúng ta cần phải Ctrl Alt Z, chúng ta undo lại một bước này và các bạn phải giảm tham số tolerance xuống cho tôi. Trong trường hợp này các bạn để 20 thôi, đừng lớn quá thì nó sẽ không ăn vào trong. Đấy. Sau khi mà chúng ta giảm số xuống, giảm tham số tolerance xuống thì các bạn
vẫn tiếp tục nhấn giữ phím An và kích trừ các phần nền cho tới khi nào mà nó loại trừ được hết nền thì thôi. Sau khi loại trừ xong nền thì các bạn kéo nút tôi sang bên này, và đến đây thì chúng ta đã chuẩn bị xong được nguyên vật liệu cần thiết và cái file gốc này đối với chúng ta không cần nữa, các bạn có thể đóng lại. Sau khi đóng xong thì chúng ta có hai file, một file là file mẫu này và một file mà chúng ta đang chuẩn bị dở. Bây giờ lại vào Windows, vào Orange và lại sắp xếp nó là gì đây, hai thằng nằm ngang nhau để một thằng làm mẫu và một thằng là sẽ xử lý. Chúng ta sẽ xử lý tiếp vấn đề như sau. Trước hết là các cái tài nguyên thì cũng tạm đủ, nhưng có một số thứ thì nó có hai cho nên là chúng ta phải tạo thêm cho nó đủ đã. Cái lúc này thì các bạn phải làm quen thêm cho tôi một cái khái niệm là layer. Layer thì là một cái thứ mà sẽ luôn luôn dùng tới và không bao giờ có thể thiếu được trong cái quá trình mà các bạn làm việc với Photoshop, bất kể là các bạn làm cái gì. Đấy, mục tiêu cuối cùng là cái gì tôi không cần biết, nhưng mà khái niệm mà các bạn vẫn phải làm đó là lựa chọn là một, và thứ hai là quản lý được cái đối tượng, và quản lý thì nó sẽ nằm ở trong layer. Layer nằm ở đâu? Các bạn vào trong Windows, các bạn vào layer hoặc là phím tắt gọi của nó là F7. Mà khi mà các bạn mở cái này ra, các bạn sẽ nhìn thấy nó có rất nhiều tầng khác nhau, đặt tên khác nhau. Và các bạn sẽ nhìn kỹ thì các bạn sẽ nhìn thấy là những cái đối tượng mà các bạn vừa mới lấy từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia nó xuất hiện ở trong cái này. Mỗi thằng nằm riêng có một tầng, giống như là nhà cao tầng ấy, mỗi thằng là một tầng. Đấy. Và cái này tự phát sinh thôi, các bạn kéo từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia tự nó sẽ xây thêm một tầng mới ở trong cái cửa sổ layer này để nó quản lý các đối tượng đó. Thế bây giờ một cái layer thì thôi không nói, nhưng nhiều layer thì các bạn cũng phải biết thêm một cái khái niệm là nó sẽ có màu khác nhau như thế này. Layer nào đang được chọn thì nó sẽ có màu khác với layer còn lại. Đấy, cũng giống như pixel nào được chọn thì khác với pixel khác, đúng không? Thì bây giờ chúng ta cũng phải phân biệt được là chúng ta làm việc với layer nào. Ở trước mỗi layer này có một hình con mắt, các bạn có quyền là tắt hay bật cái layer này. Tắt hay bật nó mới chỉ ở khái niệm là cho nhìn thấy hay không nhìn thấy thôi, nhưng không phải là nó làm mất đi cái đối tượng nằm trên layer đó đâu. Và khi mà các bạn chọn như thế này, các bạn có quyền là gì đấy, di dịch hoặc các bạn làm cái gì đó đối với những cái điểm ảnh hoặc là phần ảnh mà các bạn đang quản lý trên layer đó mà không làm ảnh hưởng tới các phần ảnh hoặc điểm ảnh nằm ở layer khác. Bây giờ chúng ta trước tiên là nhân bản nhé. Nhân bản ở đây thì có mấy đối tượng này, mắt này, lông mày này, tai là đều là số 2 mà hiện tại chúng ta mới có một, do đó thì trước tiên là chúng ta nhân bản những cái đối tượng mà đang một thành cần thành hai đã. Đầu tiên là tôi chọn cái layer mà chứa cái lông mày. Có hai cách, một là các bạn giữ phím Ctrl và các bạn kích vào cái đối tượng mà các bạn cần, nó sẽ tự động xác nhận lại cái layer cho các bạn, và khi đã xác nhận layer thì cái layer chứa cái đối tượng đó nó sẽ được điểm xanh như thế này. Hai là các bạn chuột phải vào và các bạn sẽ thấy là nó báo ở cái điểm mà chúng ta kích chuột phải vào nó có bao nhiêu đối tượng nằm ở cái vị trí này. Các bạn chọn lấy một cái đối tượng nào đó, layer 1 hoặc layer 2 thì đó là tùy, có thể trúng hoặc cũng có thể trượt nha. Hoặc ba là các bạn quan sát ở cái cửa sổ này bằng mắt thường để nhìn xem nó chứa cái gì. Có thể có một vài trường hợp các bạn sẽ không nhìn thấy gì, các bạn chỉ nhìn thấy tên. Có thể các bạn nhìn thấy cái hình này nhưng mà bé lắm, các bạn có thể bấm vào đây để các bạn chọn cái lệnh panel option. Và ở đây các bạn sẽ có những tùy chọn, ví dụ 5 này thì các bạn sẽ chỉ thấy tên đó, bé này, trung bình, lớn, ví dụ để lớn đi, các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn và các bạn phân biệt được bằng mắt mình xem là cái hình gì đang được quản lý trên cái layer đó. Thì ở đây là quản lý bằng mắt đấy, và bấm vào cái layer mà các bạn cần. Hoặc các bạn có một cái tùy chọn nữa, đó là ở trên này nó có một cái option là auto select, các bạn bấm vào cái gì tự nó detect, tự nó nhận diện được là cái layer, cái hình này nằm ở layer nào luôn. Đấy. Còn một cách mà như vừa nãy tôi nói nó cũng hơi hơi giống, đó là control, giữ phím control và kích vào cái mà các bạn cần thì nó sẽ tự động xác định là đó là thằng nào và kích hoạt nó lên luôn. Đấy, thì có mấy cách như thế ạ. Thế bây giờ sau khi mà chọn được rồi thì bây giờ tôi cần chọn cái layer mà chứa cái lông này đó, và sau khi chọn xong thì bây giờ tôi có vài cách như sau. Một là kéo thẳng trực tiếp cái này ở trong cửa sổ này vào
biểu tượng trang giấy cháo, nó sẽ nhân bản lên một layer giống hệt, nằm chung khít luôn lên phía trên. Nếu không kéo ra các bạn sẽ không nhìn thấy nó, cái layer gốc ở phía dưới đó. Và bây giờ không thể cần nữa thì kéo cổ nó vào ra cho tôi. Đấy là cách nhân bản đầu tiên nhé. Cách thứ hai là gì đấy, chuột phải vào đây và chọn gì đây, duplicate layer đấy, nhập tạo thành phiên bản và cũng nằm chung khít luôn lên đây, nhấc ra các bạn sẽ lại nhìn thấy bản gốc ở dưới đấy. Thích xóa lại kéo vào rồi ra. Cách thứ ba là các bạn vào trong layer, cái này liên quan tới layer cho nên vào layer, vào new, vào layer view copy, hay là ở đây nó sẽ có phím tắt là Ctrl G. Đấy, nó cũng sẽ nhân bản một cái layer giống như thế này, cũng nằm khít lên trên. Ok, đây là cách thứ ba. Cách thứ tư đơn giản hơn và trực quan, nhấn Alt kéo thẳng trực tiếp cái này sang bên này và nhả chuột ra thì nó sẽ nhân bản thành một layer giống hệt, nhưng lúc này thì dễ nhìn hơn tại vì là nó rời vị trí đi rồi. Đó. Thế thì số lượng thì đạt vào rồi và chúng ta có hai cái, nhưng bây giờ thì nó lại bị cùng chiều. Vậy bây giờ chúng ta cần phải xoay ngược nó lại để làm sao cho nó giống như bảy mẫu. Đây, chúng ta quan sát lại cái này, đúng không? Bảy mẫu nó thế này cơ mà. Vậy thì bây giờ vào menu edit này, chọn transform này và chúng ta chọn lệnh này đây, flip horizontal, lật theo chiều ngang. Ok, lật xong. Đến đây chúng ta đã có được hai cái gì đấy ạ, hai cái lông mày và lật đúng chiều rồi. Bây giờ tiếp tục đến những cái yếu tố mà nó có số lượng 2 nữa. Thì ở đây cái mắt là, cái mắt của chúng ta là gồm có hai phần, một là cái phần đen đen ở trong này và thứ hai là gì đấy ạ, cái phần vàng ở bên ngoài. Thế thì bây giờ tôi sẽ xử lý bằng cách là chọn này, giữ Ctrl này, một cái này, giữ Shift này, chọn tiếp tới cái vàng thứ hai. Sau khi kích vào thì các bạn nhìn thấy là tôi chọn được cả hai. Hoặc là gì đấy ạ, đây, bấm vào cái này, giữ Shift hoặc là Ctrl kích vào cái tiếp theo, cách nào cũng được. Sau khi mà chọn được cả hai rồi thì tôi nhấn Alt, tôi kéo nhân bản giống như tôi vừa kéo cái lông mày. Vậy thì nhân bản cùng một lúc cả hai layer luôn. Tất nhiên bây giờ thì các bạn thấy cái chuyện này là bình thường, nhưng mà thực tế ra thì cái thao tác này là một thao tác tương đối mới, nó mới chỉ được bổ sung ở phiên bản CS2 thôi. Còn trước CS2 thì các bạn mỗi một lần các bạn chỉ nhân bản được một layer. Đấy, sau CS2 thì chúng ta mới có cái khái niệm là một lúc các bạn chọn nhiều layer, các bạn nhân bản cùng một lúc ở đám layer đó. Bây giờ chúng ta xử lý tiếp cái tai. Cái tai thì cũng có hai, nhưng mà trước khi nhân bản thì chúng ta cần phải dựng đứng lên đã, tại vì là nó đang nằm, đúng không? Đây, các bạn quan sát cái tai của chúng ta đang đứng thế này cơ. Thế thì giữ Ctrl kích vào đây để chọn nó, sau đó thì lại vào Edit, vào Transform và chúng ta chọn lệnh Rotate 90 độ ngược chiều kim đồng hồ để dựng đứng nó lên. Đến đây thì tôi có được cái tai dựng đứng lên rồi. Tuy nhiên tôi không thích đặt theo bài mẫu như thế này, tôi muốn là cái tai này nó lật ở đằng sau so với lại cái mặt cơ, nó sẽ đẹp hơn. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển tầng cho nó bằng cách là kéo thả. Đấy. Kéo thả một cách trực quan, các bạn thấy là đây là nhà nhiều tầng và muốn nó đi xuống tầng nào thì tôi kéo nó xuống cái tầng đó. Đó, kéo cho tới khi nào mà nó nằm dưới tầng của cái quả dưa này thôi là xong. Đó. Nhưng kéo như này thì là cái thao tác mà tương đối thủ công. Các bạn có thể làm như thế này. Vào trong layer và các bạn vào cái lệnh arrange cho tôi. Đấy, và các bạn thấy có những cái lệnh mà nó chuyển từng bước hoặc là từ bất cứ đâu lên trên đỉnh đầu hoặc là xuống dưới cùng. Thì ở đây tôi sẽ có cái lệnh là send to back. Send to back thì cái lệnh này phím tắt của nó là shift control mở ngoặc vuông. Với cái lệnh này thì cái layer chúng ta đang chọn nó nằm bất cứ đâu tôi không cần biết. Nó bấm xong thì nó sẽ nằm dưới cùng so với các layer. Nhưng ở đây các bạn thấy là dưới cùng nhưng mà thực ra nó vẫn còn trên một lớp nhé. Và cái lớp này nó có tên là lớp background. Lớp background là cái nền đất rồi và chúng ta không thể nào mà chui xuống dưới đất được. Nó sẽ chỉ là nằm sát trên nền đất thôi. Đấy. Và như vậy là chúng ta đã có một cái layer được chuyển xuống ở tầng dưới này. Việc còn lại của chúng ta là nhấn Alt kéo nó sang bên này
Nếu muốn cho nó đẹp thì các bạn nhấn giữ shift cho tôi, thì trong cái trường hợp mà an shift đúng không, an kèm theo shift, an là để nhân bản, còn shift là để làm sao khi dịch theo chiều ngang hoặc theo chiều đứng thì nó sẽ đi theo một đường thẳng thôi, nó không bị đánh võng lên xuống hoặc là dao động trái phải nữa. Và đến lúc này thì tôi có được cái layer tài thứ hai. Lúc này thì chúng ta lại làm một phép lật bằng cách là sử dụng lệnh transform flip horizontal, và chúng ta đã có được cái tài thứ hai. Bây giờ thì mọi thứ tương đối đầy đủ rồi, tôi nhắc cái này lên. Nhưng mà quan sát ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái này của chúng ta có vẻ hơi cao cho nên là không đội được mũ đúng không? Và tôi sẽ làm bằng cái cách như thế này. Chọn tất cả những cái đối tượng mà tôi cần. Đấy, bằng cách là kéo thu cửa sổ này. Đấy, giữ hết trừ cái gì? Trừ cái mũ. Đó, và sau khi mà chọn hết tất cả thì lúc này tôi có thể di chuyển chúng nó cùng một lúc và tôi hạ nó xuống để có chỗ để cho chúng ta đội mũ. Và sau đó thì cái mũ này thì tôi cũng Control Shift mở ngoặc vuông, hoặc là thực hiện cái thao tác là gì đấy ạ, kéo thả thủ công làm sao cho nó gì đấy cũng nằm sau cái này để cho nó giấu cái thành phần cái đi. Và đến đây thì tôi đã hoàn thành cái việc là lắp ghép, có thể giống hoàn toàn hoặc là gần giống, nhưng mà cái bài này là một cái bài mà rất là hay để cho chúng ta có thể là ứng dụng và vận dụng một cách linh hoạt tất cả những cái công cụ tạo vùng chọn cơ bản mà chúng ta đã trao đổi với nhau, và từ nó chúng ta có thể tạo ra được những kết quả mà như các bạn nhìn thấy ở đây. Chúng ta có thể vận dụng nhiều nhiều công cụ khác nhau và làm sao cho nó biến cho nó phù hợp với lại cái đặc trưng của từng cái khu vực cần chọn đấy. Thực ra thì có rất nhiều biến thể của những cái bài tập như thế này, nhưng mà đây là một bài mà tôi mặc dù rất cổ, đây là cái bài tập mà cũng chính hãng của Adobe rất lâu rồi đấy. Nhưng mà tôi vẫn cực kỳ thích cái bài này, tại vì là nó cho mình cái cách vận dụng một cách rất là cơ bản những cái công cụ mà chúng ta vừa mới giới thiệu với nhau. Và đây là cái cách mà chúng ta hoàn thành cái bài với các công cụ tạo vùng chọn khác nhau đấy, và có thêm một chút các khái niệm về layer, một chút khái niệm về tầng thứ và một chút khái niệm về transform lập xoay các đối tượng đấy. Thế thì bây giờ các bạn việc còn lại thì chúng ta đã giới thiệu xong công cụ rồi này, minh họa tổng quan về công cụ cũng như là mục tiêu của cái bài học này rồi, thì bây giờ các bạn sẽ lấy cái ảnh mẫu xuống và bây giờ tự tay mình thực hành. Vấp váp ở đâu thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp để mà giải đáp. Ok.